Rồi hello, xin chào toàn thể các bác nha. Rồi bây giờ tiếp tục em gửi tới các bác một con 105X mới về nè. Hôm bữa các bác nào kêu kiếm 105 đẹp đây, hàng đã về, hàng 85-90% luôn. Rồi các bác nhìn cái bông cuốn nó còn nó sơn kìa, chống băng tải còn nó sơn luôn nha, chứ không phải giỡn nha. Con này còn rất là ok. Thì đẹp thì đương nhiên giá phải cao. Hai con bên đây thì giá 400, hai con 105 thì giá 400. Còn con này thì giá 560 triệu, đời 2017. Khuyến mãi tận 20 triệu để sửa máy nè. Rồi bao hạ bồn cho các bác luôn nha. Rồi máy này về luôn 12 tay nha các bác. Rồi tiếp tục em đi sâu hơn vào cái phần máy của con này. Thì cái phần động cái gì? Hộp số chứ. Hộp số con này. Máy đẹp mà. Con này đẹp thiệt. Rồi ok, tiếp tục tới dàn chân. Hết sảy con 17 luôn, xích còn rất là đẹp luôn nha các bác. Rồi ok. Đây cái bồn đó nè. 105 thì không việc gì phải comment gì nữa cả. Quá đẹp con này rồi. 560 triệu. Chỉ 560 triệu thôi nha các bác. Bơm số là zin hết. Con lăn. Rồi các bác, nhìn là các bác tự biết bình luận rồi ha. Em nó đẹp như thế nào? Rồi ok, tiếp tục mở cái hấp này ra cho các bác xem. Ui, lết con. Nặng vậy. Rồi ok, lưới thì ở đây ghi nhận là 6 miếng, 4 miếng thay nóc, còn 2 miếng cuối cùng là 2 miếng zin nha các bác. Đây. Rồi sàn thì tất cả đều là sàn zin 100%. Rồi thay gõ cho các bác ơi. Thôi xin phép đóng nóc này lại nha. Nóc này thiết kế dạng mở lên chứ không phải như là mở ngang qua như 70. Rồi đi ra phía sau. Hồng lúa con này rất là đẹp. Rồi tiếp tục gửi tới các bác, tiếp tục luôn. Không gầm. Thấy rõ chưa ơi? Rồi, hàng bên đây. Rồi, cái hình đập thì lợi ra khúc gì hàng 105 thì nó vậy thôi. Rồi tiếp tục đi qua bên đây. Rồi 105X giá 560 triệu. Hôm bữa bác nào hỏi thì liên hệ lại với công ty em nha. Rồi xin cảm ơn các bác nhiều. Các bác nào thấy hay nhấn like và đăng ký kênh. Rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Bye bye, chào tạm biệt các bác.